Cuộc đời đôi khi mình chỉ cần đẹp hơn con nhỏ đồng nghiệp đáng ghét kia thôi là vui lắm rồi. Đẹp để cho cả thế giới phải hờn ghen, nhất là mấy đứa ghét mình, mấy đứa mình ghét nó sáng mắt, nó tức điên lên là cũng vui. Vì thế phải chăm da bằng sữa rửa mặt là bước không thể thiếu để da đẹp nhanh hơn. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về sữa rửa mặt Hatomuji, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt Hatomuji mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng làm sạch sâu và cho cảm giác da mặt sạch hơn so với tất cả các dòng sữa rửa mặt khác. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là dưỡng ẩm da mặt, giúp da mặt luôn căng bóng mất mịn, cảm giác da được thu nhỏ lỗ chân lông hơn, không khô ráp, thiếu sức sống nữa. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng sữa rửa mặt Hatomuji đều khen cả với nhiều tính năng chăm sóc và làm sạch da cực tốt thì không thể chê vào đâu được. Đó là lý do mà bạn có thể mua sữa rửa mặt Hatomuji về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn. Sữa rửa mặt Hatomuji hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Hatomuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.